Xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 30 tây tháng 12 năm 2019 và là phần 2 những đơn hàng quần áo và mỹ phẩm. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Lenini 235.000. Và đầu tiên sẽ là chiếc áo thể thao, hình của chiếc xe đạp, địa hình đây nha, hình xe đạp mà cái bánh xe giống y như là muối cam vậy đó. Nhớ nha, phía trên vai là hai cái sọc nè và dưới túi là hai cái sọc, cũng như là phần chít eo như thế này nha, nhìn rất là năng động và thể thao luôn. 60.000 đồng. Và cái váy này là từ 35 cho tới là 45kg là mặc đẹp luôn nha. Ở phần eo này thì nó sẽ tùy theo là mình eo lớn hay eo nhỏ để thắt, rất là tiện lợi luôn. Đây, chiếc áo rất là xinh nha. Tiếp theo thì là chiếc áo thun t-shirt đơn giản, hình bé chuột bông nè. Đó, đang có một cái đuôi dài hình số 2020 và một nhành hoa đào rủ xuống, rất là đẹp luôn, trên một cái nền bầu trời galaxy nha. Và chiếc áo may mắn này, màu xanh hy vọng, sẽ là 50.000 đồng. Đây nha các em, đó, nhành hoa đào dễ thương, chuột ngắm hoa đào. Tiếp theo thì là cái váy sọc đen đơn giản như thế này nha. Đó, với phần bèo ở phía dưới và hai cái túi mèo. Đây, hai cái túi mèo hai bên. Rất là đáng yêu luôn nha. Đó, cái váy này chỉ có là 60.000 đồng các bạn, từ 32kg cho tới là 45kg là mặc dễ thương luôn nha. Meo. Meo. Tiếp theo bạn còn mua đó là một quyển sổ ma thuật. Chúng ta không vẽ bằng bút mà sẽ vẽ bằng cây đũa thần này nhé, để vẽ ra một bức tranh galaxy tuyệt đẹp như thế này. 32.000 đồng một quyển sổ lớn. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Linh, 124.000. Tiếp theo thì là một cái đầm sơ mi. Đây, một cái đầm sơ mi siêu dễ thương ha. Đây là cổ sơ mi nè, rồi có là cái phần tay lỡ như thế này. Đặc biệt là phần eo ở phía dưới, chúng ta sẽ thắt một cái nơ như thế này nha, rất là dễ thương, để siết cái eo của mình vào. Tùy theo cái eo của mình như thế nào mà mình sẽ siết cái nơ cho nó hợp lý. Ở phía dưới lại có cái bèo nè, rất là dễ thương, đặc biệt là có cái hàng nút chính giữa nha. Và cái váy này chỉ có 60.000. Hoặc là chúng ta có thể là để phía trước nó trơn cho nó đơn giản như thế này, nhưng mà cái nơ thì chúng ta sẽ xoay nó ra phía sau để tạo một cái nơ ở phía sau cho nó dễ thương nha. Đều được luôn, 60.000 đồng. Và mẫu váy đơn giản này thì từ 35 ha cho tới 45kg là mặc đẹp nha. Tiếp theo, đó, còn có một cái móc khóa hình bé bơ, 10.000. Một cây xúc xích nè, nhưng nó lại là bút dạ quang, 6.000. Một cái bánh mochi 8.000, hai kẹo con mắt ma quái mỗi viên là 2.000. Wow, và còn có là hai miếng rong biển thơm ngon như thế này, ăn giòn rụm luôn, mặn mặn, ngọt ngọt, rất là ngon luôn nha. 8.000 một miếng. Đây. Và bây giờ là đơn hàng của Đặng Thị Trúc Ly, 313.000. Tên ta đen tên, yeah, một cái áo rất là dễ thương, đó là áo chúc mừng năm mới năm 2020 với một bộ lịch chuột luôn, dễ thương chưa, 12 tháng luôn nè mấy em. Đây nha, có đầy đủ 12 tháng ở trên một cái áo như thế này luôn. Đó, và mặc cái áo này chúng ta sẽ không bao giờ có cái câu hỏi, ủa hôm nay thứ mấy ta, nhìn vào đây là mình đã biết được là à hôm nay là thứ mấy, ngày mấy rồi, và sinh nhật của bạn là thứ mấy ta. Đó, nhìn trên cái áo này chúng ta sẽ nhớ được tất cả luôn, rất là dễ thương luôn, đúng không nào. Áo lịch chuột 50.000 đồng nha. Đó, đây, quá dễ thương cho một năm mới may mắn, không bao giờ trễ hẹn. Tiếp theo thì là hộp màu 150 màu, đây nha, 230.000 đồng. Và đây là hộp màu siêu to khổng lồ cho những ai mà yêu thích vẽ nha. Đây ha, những cái bút màu nước đủ màu hết luôn, còn có keo, gom, thứ, bút chì, cọ vẽ. Bên đây thì là màu sáp, cũng đầy đủ hết các cái tông màu và có cả là màu nước nữa nè. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một cái palette để pha màu nha. Đây, chúng ta sẽ có thể vẽ được rất là nhiều bức tranh, đầy đủ các màu mà mình có thể cần để vẽ luôn. Đó, 230.000 đồng, siêu to khổng lồ. Còn bây giờ là đơn hàng của bạn Nguyễn Võ Thu Ngân, 358.000. Đây, đầu tiên bạn mua đó là một cái hộp bút của Zach và Khánh nha, 70.000, nó có tới 2 ngăn luôn. Đó, và một cái cây, một cái đồ để đeo tay như thế này ha, rất là đẹp. Rồi, còn có là bịt mắt Zach và Khánh luôn, đây nha. Đây, 25.000. Yeah, còn có là hai shop hình nữa này nha, mỗi shop là 10.000. Ta còn có là hai cái móc khóa nữa nha, móc khóa của Zach và Khánh nè. Một cái móc khóa thể hình như thế này thì chỉ có là 10.000. Một cây bút quạt hình Zach và Khánh nha, đây, làm bút và làm quạt, rất là mát luôn. 20.000, ý lộn 10.000 nha, bút quạt là 10.000. Rồi còn có ba lô của Zach và Khánh là 55.000.
Con có tấm hình poster của Giác và Khánh nữa nè, trong bài Em Gì Ơi rất là dễ thương, 10.000. Và tiếp theo là bạn còn mua là hai cái áo thun của Giác và Khánh, mỗi cái là 50.000 đồng nha. Đây, một cái áo thứ nhất màu trắng ha. Những cái áo này thì rất là dễ mặc đồ. Rồi, cái áo thứ hai cũng là 50.000 đồng, màu hồng nha. Rất là dễ thương luôn. Tiếp theo thì là đơn hàng của bạn Trần Như Ý, 584.000. Và dĩ nhiên tiền ship của bạn đã được giảm, chỉ còn có 15.000. Và đây nha, đầu tiên thì sẽ là bia không cồn. Bạn mua tới là 20 bịch bia không cồn, mỗi bịch là 15.000 đồng nha. Nhưng mà hết bia không cồn chỉ lấy tất cả tổng hợp là soda, trái cây ha. Bây giờ chúng ta sẽ coi nè, có là 3 bịch bia đen, rồi 1 bịch là bia vàng, sau đó là có là 4 bịch soda vị dâu nha, rồi là 4 vị soda trái cây, ấy lộn, coca nè, rồi chuối nè ha, 4 chuối, 4 dưa lưới, mà 5 soda lận nha, 5 soda. Như vậy tổng cộng chúng ta là có 20 bịch vừa bia vừa soda các loại. Đây là sản phẩm của Nhật nha, Tết này chúng ta tha hồ thưởng thức luôn. Tiếp theo thì còn có là bịch kẹo bút chì nha, bịch kẹo bút chì, nó là đây, những cái bút tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này ha, 80.000 đồng một bịch nha, ăn ngọt ngọt chua chua rất là ngon, sản phẩm của Nhật nè, các em yên tâm sử dụng nha. Đây, wow, uống cạn ly nào, hay là nhấp môi, hay là ngôi sao qua lượt, hay là uống nửa ly. Wow, và chị hiểu rồi, bạn này mua một cục xí ngầu này 14.000 đồng để đi chơi Tết này, kèm theo là sẽ chỉ định uống soda và bia không cồn. Đó, rất là vui luôn đó mấy em nha. Bây giờ chị sẽ lắc thử coi là nếu như là chị thì đầu tiên chị sẽ uống như thế nào. Ten ten. Wow, chị được chỉ định, hay quá, chỉ định người khác. Wow, chị lại được qua lượt và chị được nhấp môi, hay dữ vậy ta, nó biết chị không biết uống bia hay sao á. Thêm một lần nữa nè, xiu 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 bùm, lại được qua lượt. Trời ơi, lần này tiêu chị rồi, uống cạn ly. 14.000 một viên nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là cây son môi nha đam. Đây nha, đây, hay còn gọi là lô hội đó mấy em, rất là thơm luôn. Đó, màu đỏ như may mắn nha. Đó, Tết hồng hồng đỏ đỏ cho nó may mắn. Đây, 40.000 đồng nha mấy em. Tiếp theo hãy cùng trang điểm đi chơi Tết này nha. Đây ha, là hộp phấn nè, có là phấn mắt và má hồng, rồi phấn nè, bên đây là son. Đây các em xem nè ha, có son, rồi có là bông phấn, cọ, đó, tuyệt vời luôn. Và có cả một cái gương nè, thấy không? Đây, có cả là một cái gương nữa ha. Và hộp bút này, cái lộn, hộp là trang điểm này chúng ta làm lại nè, nó rất là tiện luôn. Như thế này nha, hình của một quả dâu, đáng yêu không? 55.000 đồng, và đây là cái hộp của nó nha. Đó, mới sử dụng thì các em có thể mua những bờ ô rẻ rẻ này để mình học trang điểm thì cũng tốt ha. Và như vậy là chị đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 30 tháng 12 năm 2019 ở phần 2, phần quần áo, mỹ phẩm, những sản phẩm của BTS, Blackpink và Blackjack và Khánh nha. Rồi, bạn nào thích thì hãy nhớ cho một like, cũng như muốn đặt hàng thì hãy xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Sở dĩ chị tách ra thành hai video như thế này là bởi vì là có thể bước qua ngày mai thì những cái video mà dành cho trẻ em sẽ bị hạn chế rất là nhiều, mất chuông thông báo, mất bình luận, cho nên chị sẽ tách ra làm hai nha, mỹ phẩm và quần áo, với lại những sản phẩm dành cho các idol thần tượng của chúng ta sẽ xếp vào những video của người lớn, còn những cái như đồ dùng học tập nè, rồi đồ chơi đồ đó thì sẽ xếp vào bên video trẻ em đó. Rất mong các em thông cảm cho cái sự mà chị tách ra làm hai này nha. Đó, cũng là vì muốn cho chúng ta có cái tương tác nhiều hơn, và để tránh giảm tương tác và các em có thể theo dõi đầy đủ hết những video của chị thì vào YouTube các em gõ bé Úc Chibi đó, ngày mấy, hoặc là vô cái phần video nó sẽ hiện ra tất cả, các em sẽ chọn video để coi, hoặc là mình sẽ vào Zalo, Facebook bé Úc Chibi 0937899707, vào Facebook và Zalo thì mình có hình ảnh nè, có giá cả nè, rồi có là cái phần video chị chia sẻ lên trên đó luôn, rất là dễ theo dõi, và có thể nhắn tin đặt hàng trực tiếp ở trên đó luôn nha. Nhớ theo dõi Facebook và Zalo của chị. Còn ngày hôm nay cũng đã là ngày cuối của năm 2019 rồi, chuẩn bị ngày mai
chúng ta sẽ đón chào mùng 1 tháng 1 năm 2020, một năm mới với những niềm tin mới và những hy vọng mới. Đó, chúc các em và gia đình tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm 2020 nha. Phút giây hồi hộp đến rồi, chị vừa vui là được đón năm mới mà lại vừa rất là lo lắng vì không biết là qua năm sau thì tương tác của chúng ta sẽ như thế nào. Đó, và chị chỉ mong ước rằng là được sự ủng hộ và yêu thương của các em để tiếp tục phục vụ, có những sản phẩm dễ thương liên tục để phục vụ cho các em ha. Rồi, đây là một chương trình giúp cho nhiều bạn nhỏ có thể là như thế nào ta, giống như là tập mua bán, tập nhớ giá cả đó. Đó, có nhiều bạn đã thành công và nhiều bạn đã biết kiếm lời luôn rồi đó mấy em. Thật ngưỡng mộ đúng không nào? Và thôi, chị chia sẻ như vậy là cũng đã dài rồi ha. Bye bye, chúc các em ngày mai ăn lễ ở đâu comment nha.